Viên gỗ nén không còn quá xa lạ với nhiều người, bởi đây là loại nguyên liệu được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống sưởi ấm, thiết bị đốt thay thế than, điện, dầu. Hiện nay, nhu cầu sử dụng viên gỗ nén ngày càng tăng cao, tuy nhiên lại thiếu hụt nguồn dăm bào, nguyên liệu tạo ra viên gỗ nén, khiến nhiều chủ kinh doanh đau đầu. Để giải quyết thực tế ấy, chiếc máy băm gỗ công ty Bình Quân đã ra đời. Sản phẩm sẽ giúp bà con chủ động tạo ra nguồn dăm gỗ lớn để dễ dàng ép ra viên gỗ nén. Việc sản xuất dăm bào không khó bởi các loại ván bóc, gỗ thừa ở nước ta khá nhiều. Chúng thường được bán với giá rẻ hoặc bỏ đi làm ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, do thiếu các loại máy móc chuyên dụng để biến những nguyên liệu này thành dăm gỗ, vì vậy giá bán dăm gỗ vẫn rất cao. Không ít cơ sở sản xuất viên gỗ nén gặp tình trạng buộc phải chấp nhận thu mua giá gỗ dăm cao để duy trì hàng bán ra ngoài thị trường. Lợi nhuận giảm đi do thiếu nguyên liệu đầu vào và liên tục tăng giá. Đôi khi lượng dăm gỗ không đạt như mong muốn, khiến chất lượng các viên gỗ nén giảm sút. Hiểu được những khó khăn của người sản xuất viên gỗ nén trong việc tìm kiếm nguồn dăm bào chất lượng, các kỹ thuật viên cùng các cộng sự tại công ty Bình Quân đang nghiên cứu và phân phối ra thị trường máy băm gỗ. Sản phẩm có tính năng chính là băm nhỏ các loại gỗ vụn, gỗ bìa, ván bóc thành dăm gỗ, dăm bào. Đây là nguồn nguyên liệu quý được cung cấp cho các nhà máy xuất khẩu dăm hay cơ sở sản xuất viên gỗ nén. Khi sở hữu chiếc máy băm gỗ Bình Quân, bạn sẽ luôn chủ động được nguồn nguyên liệu để tạo ra viên gỗ nén, giải tỏa nỗi lo lắng về giá dăm gỗ biến động. Năng suất của máy băm gỗ vô cùng ấn tượng, cùng hệ thống băm nghiền hiện đại và tiên tiến. Bộ phận buồng băm được thiết kế gồm 3 dao to băm chính, 12 buồng nghiền cùng bánh đà. Trên bánh đà sẽ có 4 dao băm phụ và một mặt sàng 1,7 ly, chắc khỏe nên có khả năng băm nhanh chóng thân gỗ to với chiều dài 165cm cùng đường kính 10cm và nhiều loại cành cây, thanh gỗ, ván bóc, sơ rửa, bã mía. Máy có năng suất làm việc lên đến 400-500kg/h. Máy sử dụng động cơ điện công suất 7,5kW, nguồn điện 380V. Việc đầu tư chiếc máy băm gỗ đem lại nhiều hiệu quả kinh tế hơn so với phương pháp thu mua dăm lẻ. Bà con sẽ luôn có trong tay nguồn dăm gỗ chất lượng vào bất cứ thời gian nào. Chỉ cần với một lao động, bà con đã có thể nghiền nhỏ hàng trăm kg nguyên liệu để sản xuất viên gỗ nén. Toàn bộ kết cấu của máy được các kỹ thuật viên lắp ráp cẩn thận để đảm bảo trong quá trình vận hành không xảy ra bất kỳ sự cố cho người dùng. Hơn nữa, mỗi một chiếc máy băm gỗ Bình Quân đều được bộ phận chuyên môn kiểm tra gắt gao về mặt kỹ thuật nhằm mang lại đến tận tay cho khách hàng sản phẩm chất lượng nhất. Phần phễu nạp nguyên liệu cũng được tính toán kỹ càng để nguyên liệu không bị bắn ngược lại trong quá trình vận hành. Với kết cấu vững chắc, phần trọng tâm khung máy được hạ thấp tối đa, thuận tiện khi cấp nguyên liệu và giảm độ rung khi máy đang hoạt động. Chỉ với sự hỗ trợ đắc lực của máy băm gỗ Bình Quân là bạn đã dễ dàng làm giàu nhanh chóng từ viên gỗ nén. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Bình Quân với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành cơ khí chế tạo, chuyên sản xuất các dòng máy công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, là một trong những địa chỉ bán máy uy tín nhất Việt Nam, phục vụ bà con phát triển chăn nuôi nhằm nâng cao lợi nhuận, mang lại hiệu quả kinh tế. Mua máy tại công ty Bình Quân, bà con sẽ lựa chọn được dòng máy tốt nhất, có giá thành rẻ nhất và được hưởng nhiều chế độ ưu đãi nhất. Máy được bảo hành trong 6 tháng, hết thời gian bảo hành, công ty vẫn sẽ hỗ trợ về kỹ thuật cho bà con. Bộ phận tư vấn khách hàng nhiệt tình, chu đáo. Bà con có thể đến trực tiếp công ty mua máy tại địa chỉ khu công nghiệp Phú Thịnh, đường La Thành, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, hoặc truy cập website bingquan.com.vn và liên hệ với nhân viên tư vấn qua số điện thoại 0912342772 hoặc 0915792332 để đặt mua online. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bà con phương thức đặt mua thanh toán. Cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi. Chúc bà con thành công!